Theo hãng truyền thông địa phương Sinchiu Daily, người cha đã mua chiếc xe máy Honda Dream, còn được gọi là X5 ở Malaysia, cho con trai vì ông nghĩ rằng sẽ thuận tiện hơn khi con đi học. Tuy nhiên, người cha phát hiện ra con trai mình, không rõ tuổi, đã trở thành quái xế. Cậu thường tham gia các cuộc đua xe máy và về nhà rất muộn vào buổi tối. Ông lo lắng cho sự an toàn của con. Người cha đã cố gắng thuyết phục con không đua xe nhưng người con đã phớt lờ. Hai người thường xuyên tranh cãi và không đi đến kết quả nào. Cảm thấy tuyệt vọng, người cha đã đưa ra quyết định táo bạo là đốt chiếc Honda Dream, tin rằng làm vậy còn hơn để con trai mình chết trong một vụ tai nạn giao thông. Người cha bày tỏ nỗi sợ hãi trong đoạn video: "Tôi không muốn mất con trai mình. Tôi cũng không muốn nhận cuộc gọi từ cảnh sát báo rằng con đã bị bắt giữ vì đua xe." Bài báo không nêu rõ phản ứng của người con trai sau khi hay tin cha đốt chiếc xe máy. Trong khi đó, người cha mong cộng đồng mạng hiểu cho hành động của mình. Ông nói: "Tôi làm vậy vì con tôi. Đốt xe là biện pháp tốt nhất trước khi tôi mất con vĩnh viễn. Con trai tôi đã trở thành quái xế kể từ khi có xe máy."